Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến một cuốn video chia sẻ vườn cảnh anh Nguyễn Trọng Trường tại Kinh Môn Hải Dương. Chúng ta đến với tác phẩm xanh có tên là Ngai Vàng. Vâng, đây là bóng dáng tổng thể cây xanh ngai vàng. Bây giờ Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn một tác phẩm đề trắng. Vâng, để có một bệ đề trắng với cái form đẹp như thế này quả là cũng không nhiều đâu. Rất là cân đối, rất là đẹp. Chúng ta quan sát những cái nét vỏ của thân cây, đúng là như da con voi. Vâng, với cái danh từ chúng ta hay gọi đó là chùn da voi. Đẹp quá trời luôn. Tác phẩm tiếp theo đó là Song Long Trầu Nguyệt.
tôi đang thắc mắc. Song long có thể là cây xanh hai thân đều uốn lượn dẻo thì là song long. Thế còn nguyệt ở đâu để mà trồng? Và nếu tôi không lầm thì đây chính là cái cơ sở để anh Nguyễn Trọng Trường đặt tên tác phẩm của mình là Song Long Trầu Nguyệt. Nói đến cái cung lượn tròn cũng là trừu tượng. Tiếp đến một tác phẩm xanh có tên là Cửu Long Tranh Châu. Chín con rồng với một viên ngọc. Ngọc Châu. Chín thân cây xanh, chín nhánh uốn lượn. Và bây giờ chúng ta đến với một tác phẩm xanh có tên là Song Thụ. Một chiếc bể có niên hiệu 1936, hơn 80 năm. Một chiếc bể có thể gọi là bể cổ rồi. Ngự trên đó là một hoàng hậu. Vâng, các anh đang bình luận về những cái bộ có ba xanh đối xứng để nếu không có gì thay đổi có thể một cuộc giao dịch sẽ được tiến hành.
Vâng, chúng ta đang ngắm tác phẩm tranh Hoàng hậu. Tất cả những tên gọi theo dáng thế cây, theo tâm niệm của chủ cây đều cho chúng ta được biết. Với một tác phẩm tranh bonsai nghệ thuật mà chủ cây rất là yêu quý, trân trọng, đã biết được cái nét chơi, cái tư cách và nói đúng hơn nữa là cái trân trọng cái tài sản của mình, coi như là một vật báu trong gia đình. Thật là tuyệt vời. Vâng, chúng ta tiếp tục với những cái tác phẩm tranh còn lại. Đây cũng chính là cuốn video thứ tư tôi giới thiệu với các bạn ở khu vực vườn cảnh Anh Trường Giấy, Kinh Môn Hải Dương. Cộng với buổi sáng nay có 4 cuốn video chia sẻ ở không gian lâu đài của Anh Trường Giấy tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Đây cũng là cái nhân dịp đi du xuân năm mới 2019, và cũng là lâu rồi tôi trở lại với vườn cảnh Anh Trường Giấy, bởi vì giữa chúng tôi đã có những cái quan hệ rất là mật thiết trong những cái thời gian vài ba năm qua, và tôi cũng rất là tự hào. Hương Sắc Đỗ Sinh là người đầu tiên đến để tiếp cận, chia sẻ bằng những hình ảnh, những cuốn video vườn cảnh anh Nguyễn Trọng Trường đến với công chúng trong cả nước. Đẹp quá. Và chúng ta đến với một tác phẩm tranh có tên là Cây Tranh Vua. Và với bóng dáng như một cái vương niệm, tác phẩm tranh có tên là Vương Niệm, cũng được anh Trường chơi trong một thời gian dài, rất là chăm chút,
Đây chính là cái tác phẩm mà Diệp về lần đầu tiên Đỗ Sinh đăng tải với cây xanh Vương Miệu, được rất nhiều khán giả, những người chơi cây cảnh nghệ thuật đón nhận và bình luận một tác phẩm xanh có cái phần cốt bệ ôm đá ngâm nước nhiều năm nay rất là đặc biệt. Vâng, rễ cây lẫn vào đá với bệ xanh ngâm nước nhiều năm nay rồi. Vâng, đến thời lượng này, Đỗ Sinh cũng kết thúc quá trình chia sẻ ở vườn cảnh anh Nguyễn Trọng Trường tại công ty, tại nhà máy giấy thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Qua đây, Đỗ Sinh cũng có đôi điều tâm sự, là một doanh nhân thành đạt. Với cái tố chất chơi rất là đàng hoàng, sang trọng và đặc biệt hơn cả niềm đam mê bonsai cây cảnh nghệ thuật của anh Trường Giấy đã lan tỏa trong cộng đồng, đã lan tỏa trong nhóm chơi, nhất là khu vực Kinh Môn Hải Dương. Các anh có những nhà vườn bên cạnh nhau chơi rất đồng đều, như vườn anh Phương Hà, vườn anh Nguyễn Xiển, và bây giờ đang chuẩn bị có một vườn anh đang đến tham quan cây cảnh khu vực anh Trường Giấy để giao lưu học hỏi, và cũng là để sưu tập những cái bộ những cái tác phẩm mà theo ý thích của mình. Nếu mà xây dựng một vườn cảnh hoàn thiện hơn nữa, được nhiều những cái tác phẩm có giá trị, thì Đỗ Sinh sẽ xin phép đến để giao lưu với nhà vườn, chia sẻ với các anh. Đó là anh Tính, Kinh Môn. Đỗ Sinh xin dừng hình, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh.